Tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ căn nhà và gia đình mình và một trong những cách dễ nhất để thực hiện là lắp đặt một máy báo động kết hợp cho khói và khí CO, chỉ mất rất ít thời giờ để lắp đặt và tôi sẽ chỉ quý vị. Mọi người đều biết về nguy cơ hỏa hoạn, khi hỏa hoạn xảy ra, lửa có thể bùng lên và lan nhanh làm cho nhà đầy khói. Tuy nhiên, khí CO carbon monoxide là một loại khí không màu, không mùi, có thể bắt nguồn từ những thiết bị bị hỏng như lò sưởi và máy nước nóng. Khí CO rất nguy hiểm vì nó thay thế oxy trong không khí chúng ta thở. Để giữ an toàn cho gia đình quý vị, hãy lắp đặt một máy báo động kết hợp cho khói và khí CO ở mỗi tầng trong nhà. Loại mà chúng tôi sẽ lắp đặt dùng 3 cục pin 2 chữ A. Các chuyên gia khuyên nên gắn máy báo động cách phòng ngủ khoảng 15 feet để mọi người đều có thể nghe chuông báo động dù cửa phòng đã đóng. Để bảo vệ tốt hơn, hãy gắn máy trong từng phòng ngủ và ít nhất một máy cho mỗi tầng trong nhà. Tránh gắn máy trực tiếp gần lò sưởi hoặc các thiết bị dễ bắt lửa khác. Để biết đầy đủ chi tiết về những nơi nên tránh, hãy đọc kỹ chỉ dẫn của nhà sản xuất. Máy báo động rất dễ gắn. Quý vị chỉ cần bút chì, cái khoan, búa, cái vạn ốc và mắt kính an toàn. Bắt đầu bằng cách tháo mặt sau của thiết bị để gắn pin vào theo đúng sơ đồ đặt pin ở đáy rãnh định chỗ thiết bị trên trần nhà hoặc tường. Dùng miếng đáy của thiết bị làm mẫu, đánh dấu tâm lỗ khoan bằng bút chì. Khoan lỗ theo đúng vạch bút chì. Bắt hai tắc keo vào lỗ. Và bắt hai ốc vào miếng đáy cho đến khi chắc. Sau đó gắn thiết bị vào miếng đáy. Cuối cùng là kiểm tra thiết bị mỗi tuần một lần theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Quý vị nên có một kế hoạch thoát hiểm cho gia đình mình để mọi người biết cần làm gì khi chuông báo động kêu. Quý vị có thể tìm thêm thông tin cùng các mẹo an toàn khác về hỏa hoạn trong những chỉ dẫn có thể in ra tại lowes com vietnamese Một số máy báo động kết hợp cho khói và khí CO có thông báo bằng tiếng nói sẽ báo cho quý vị biết nếu có nguy cơ hỏa hoạn hay khí carbon monoxide. Warning, carbon monoxide. Nếu máy báo động khí CO kêu vang, hãy rời khỏi nhà ngay và gọi 911 để thông báo vấn đề hãy chắc chắn là có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra các thiết bị như máy nước nóng hoặc lò sưởi. Đây là một dự án đơn giản có thể giúp bảo vệ nhà cửa và gia đình của quý vị. Hãy nhớ xem thêm nhiều dự án sửa sang nhà cửa khác tại lowes.com/vietnamese.